thứ hai bạc nhật phục sinh. Lời Chúa: các bà rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đổi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Văn kiện tổng tu nghị 21, số 27. Cộng đoàn chúng ta phải trở nên những người dẫn bước, mạnh dạn, có sáng kiến, đến với người khác, tìm kiếm những người bị gạt ra bên lề. Cách riêng đến với người trẻ là đối tượng mà giáo hội đang quan tâm. Suy niệm: nào ai nghĩ mình sẽ nhìn thấy kẻ chết sống lại? Thế mà Maria Magdalena và một bà khác cũng tên là Maria đã nhìn thấy kẻ chết sống lại. Người đó không ai khác chính là Thầy Giêsu. Tuy sợ hãi nhưng rất đổi vui mừng. Hai bà vội vã chạy về báo tin cho các môn đệ của Thầy được biết. Trên đường quay trở về, Thầy Giêsu đã hiện ra nói với các bà: chị em đừng sợ. Đừng để nỗi sợ cản bước, che lấp tin mừng phục sinh. Thay vào đó là niềm khát khao để tin mừng phục sinh được loan đi một cách nhanh nhất, để niềm vui phục sinh tràn ngập trong tâm hồn mỗi người. Người nữ tu con Đức Mẹ Vô Nhiễm cũng phải là những người có Chúa, những người mang trong mình tin mừng phục sinh. Điều đó không cho phép chúng ta ngồi yên một chỗ hay giữ lấy niềm vui đó cho chính mình, nhưng là những người dẫn bước, mạnh dạn, có sáng kiến, đến với người khác, tìm kiếm những người bị gạt ra bên lề để trao ban tin mừng phục sinh. Cách riêng đến với người trẻ là đối tượng mà hội dòng đang quan tâm. Chúng ta không được phép để cho những nỗi sợ vô hình cản bước, nhưng luôn nhớ lại lời Chúa nói: chị em đừng sợ, mà vội vã ra đi. Hãy để tin mừng phục sinh tạo nên những kỳ tích, gắn kết chúng ta với anh chị em mình. Ước gì tin mừng phục sinh không ở trong khuôn viên hội dòng, cộng đoàn hay chỉ tại giáo xứ chúng ta đang hiện diện, nhưng được lan rộng khắp nơi, đến với tất cả mọi người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian này chịu chết và sống lại để cứu lấy chúng con khỏi phải chết đời đời. Chúa không cứu một người, một nhóm người, nhưng cứu lấy tất cả, không phân biệt, không loại trừ. Xin cho chúng con cũng biết mang tin mừng phục sinh đến với tất cả mọi người, cách riêng là những người ít được quan tâm, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Sẽ có nhiều điều cản trở chúng con: thời gian, công việc, sự u lì của bản thân và cả những nỗi sợ vô hình bên trong. Xin giúp chúng con biết nhớ lại lời Chúa nói: chị em đừng sợ, mà ra khỏi những cản trở, vượt thẳng chính mình, để tin mừng phục sinh được lan rộng khắp nơi. Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vui sống. Hôm nay, chị em hãy dành chút thời gian đến thăm một người, một gia đình mà trước đây mình ít quan tâm hay chưa bao giờ đến, để trao ban tin mừng phục sinh. Chị em dành ưu tiên cho những anh chị em bị gạt ra bên lề, các bạn trẻ không còn sống đạo, giữ đạo.